Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey, để kiểm tra lại coi, trái cây có nè, mì có nè, rồi pizza có nè, mật ong, bánh kem nè, rồi thêm cả bánh quy nữa nè, nhiều thứ quá trời quá đất luôn. Hey, ok mấy bạn ơi, mấy bạn biết tại sao hôm nay Phong lại chuẩn bị nhiều đồ ăn đến như thế này không mấy bạn? Là do hôm nay nè, Phong mới vừa gọi là chỗ tài nấu ăn, bạn thấy ghê không, một mình Phong nấu hết đống đồ ăn này luôn á nha. Mà Phong nấu ăn để làm gì? Không phải là Phong nấu ăn để cho một mình Phong ăn đâu nha các bạn nha. Hôm nay nè, Phong đã mời Sammy qua đây để gọi là ăn sáng cùng với Phong, cho nên á là Phong đã chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn ngon ơi là ngon luôn. Bạn thấy ngon không? Chắc chắn là bạn nào chưa ăn sáng hay là chưa ăn tối gì đó, nói chung là chưa ăn cơm, thì chắc các bạn nhìn đống đồ ăn thì bạn thèm lắm đúng không? Thèm lắm đúng không? Nhưng mà thôi, bạn không được ăn đâu. Chỉ có một mình Sam mới được ăn đồ ăn do Phong nấu thôi. Hè, ok. Hay, mà khoan từ, trước khi ăn các bạn thì chúng ta cần phải rửa tay mới được, không thể nào mà để tay không như thế này mà ăn sẽ gọi là rất là nguy hiểm luôn, mày hiểu không? Nhất là trong cái mùa dịch bệnh như thế này nữa, mấy bạn nhớ là trước khi ăn là phải rửa tay để tránh dịch bệnh nha các bạn nha. Ok, thôi bây giờ không vô không rửa tay cái coi, mâm đồ ăn để đây đi. Ê con heo kìa. Cái gì vậy? Nhớ là không được ăn dụng á nha. Cái con heo nhìn mặt của nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Nó đang nhìn mâm đồ ăn của mình nè, có khi nào nó ăn dụng không ta? Ai mà biết được. Mà thôi, cái con heo này ngoan lắm chứ không sao đâu bạn. Nhớ là không được ăn dụng nha con heo kia. Ok, bây giờ mình sẽ vô nhà mình rửa tay cái nha các bạn nha. Phải rửa tay trước khi ăn cái nữa nè. Ok, đây bồn rửa tay nè, đổ nước ra nè. Rửa tay sạch sẽ nè. Đấy, rửa tay sạch sẽ. Rồi ok. Hey, sạch sẽ rồi bạn ơi. Bây giờ chúng ta chờ Sammy tới rồi chúng ta cùng nhau ăn thế nào. Ok. Đồ ăn bữa nay nấu ngon lắm luôn các bạn ơi. Ủa mà khoan, hình như mình thấy có cái gì đó hơi sai sai các bạn ơi. Hello mấy cưng. Rõ ràng là hồi nãy mình nhớ là ở trên cái bàn này nó có cái gì mà ta sẽ tự nhiên giờ ra hay chấm trơn ta. Ủa, cái gì kỳ vậy? What? Rõ ràng là hồi nãy mình chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm mà sao bây giờ mất tiêu hết rồi? Ủa cái gì kỳ vậy trời? Còn đúng cái nịt thôi. Ủa mấy bạn ơi, hay là mình quên chuẩn bị đồ ăn mà hồi nãy mình bị ảo giác là mình chuẩn bị rồi ta? Rõ ràng bạn nhớ không? Mình vừa bước vô nhà cái mình ra ngoài xong mất tiêu hết đồ ăn luôn. Cái gì kỳ vậy? Bruh. À, có khi nào? À, mấy bạn ơi, cái tên tội phạm này mới vừa ăn dụng đồ ăn của mình xong giờ quay ra ngoài giả bộ như không biết gì nè. Quay con heo kia, có phải mày ăn đồ ăn của tao không vậy? Rồi đó, mày thấy không? Mình nhìn nó cái đầu nó né tránh mình nè. À, vậy là mày, chắc chắn là mày con heo mập này. Ê con heo mập, tại sao vậy hả? Đồ ăn tao chuẩn bị cho Sammy, ai cho mày ăn hết hả heo? Ai mà biết được. Rõ ràng tao bảo mày là không được ăn mà. Ủa gì vậy? Hello. Cái gì vậy? Ủa, ông rủ tôi qua đây ăn mà. Quay hả? Sammy hả? Gì? Đồ ăn đâu? Rủ qua đây sao thấy đồ ăn đâu? Ủa? Hả? Ủa? Đồ ăn đâu? Đồ ăn hả? Câu chuyện dài lắm Sammy. Con heo này nó ăn xong nó còn quay ra ngoài nữa. Tao nói mày sao heo? Rõ ràng tao bảo mày là đồ ăn này là tao chuẩn bị cho Sammy, ai cho mày ăn hả? Cái con heo mập ngu ngốc này. Trời, tức ghê luôn bạn ơi. Giờ mình phải nói với Sam sao đây trời? Hết sạch đồ ăn rồi. Sam ơi. Hôm nay á là tôi rủ bà qua đây để ăn cơm chung với tôi á. Nhưng mà đúng do rồi, là nó xảy ra một số vấn đề trục trặc cho nên là đồ ăn biến mất hết rồi. Cái gì là đồ ăn biến mất? Ông nói tào lao đúng không? Tôi chừa bụng không ăn sáng qua đây ăn đồ ăn với ông. Ông nghĩ sao có khi nào ông ăn đúng không? Ông ăn đúng không? Có đâu, tôi không có ăn nha. Tính ra, thôi tôi nói thật cho bà biết đó nè. Từ sáng á, tôi chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn luôn. Nào là pizza, gà quay, mì, rồi sau đó bánh quy, bánh kẹo, bánh ngọt đồ cho bà. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà bà biết sao không? Tôi vô nhà tôi rửa tay có cái thôi. 1 phút 30 giây tôi chạy ra con heo để ăn hết trơn đồ ăn luôn rồi. Trời đất ơi, thật không? Hay là ông nói dỗ vậy? Vậy sao con heo ăn nhanh dữ vậy? Trời ơi, hỏi nó đi. À quên, từ nó đâu, nó là con heo mà sao hỏi nó được. Nhưng mà rõ ràng nha là tôi chạy vô nhà là tôi rửa tay, là ở ngoài đây không có ai hết, chỉ có mỗi mình con heo thôi mà nó ăn hết sạch luôn. Trời, con heo này thiệt luôn, tức nó ghê. Hay là bây giờ vậy đi Sam, mình đem con heo mình làm thịt đi. Đó, ủa cần ngon mà ông đem đi làm thịt luôn hả? Mà tôi nói rồi, con heo này vô nuôi chi cho tốn cơm tốn nước đúng không? Bây giờ ông thả heo đi. Trời đất, tự nhiên nuôi con heo chi bây giờ rất hoạt vào thân không? Trời, tính ra con heo này là bà đưa cho tôi, bà kêu tôi là phải nuôi nó luôn á. Bà là người kêu tôi nuôi nó luôn á. Có hả? Sao tôi không nhớ vậy vợ? Trời,
cái chuyện đó lâu lắm rồi. Hay, có bạn nào thắc mắc tại sao từ lúc Phong chuyển qua bên Minecraft thì lại có một con heo luôn luôn đi theo Phong, đó chính là bé heo mập ú không các bạn? Mấy bạn biết tại sao con heo này lúc nào cũng đi theo Phong không? Là do Sammy á bạn, Sammy bắt mình là phải nhận nuôi nó. Bây giờ Sammy không nhớ gì hết trơn vậy? Bà không nhớ thiệt luôn hả? Hả, không nhớ hết trơn luôn. Trời ơi, cái câu chuyện đó là xảy ra lúc mà tuổi bà còn nhỏ rồi, chắc là như vậy cho nên là bà không biết. Bây giờ bà ngồi xuống đây đi, bà ngồi xuống ghế đi, tôi kể cho bà nghe. Đúng rồi, bây giờ tôi sẽ kể chuyện bé nghe nè. Đây, cái con heo này tại sao tôi nói là do bà là người kêu tôi nuôi nó, thì bây giờ tôi sẽ kể cho bà nghe nha. Câu chuyện xảy ra 10 năm trước. Nhèm nhèm nhèm, trời ơi, miếng phô mai nó ngon gì đâu luôn á mấy bạn ơi. Có bạn nào thích ăn phô mai giống như Phong không? Nhớ bình luận lại cho Phong biết nha. Trời ơi, miếng phô mai ngon quá bạn ơi. Mấy bạn biết không, hồi sáng đây nè, mẹ của Phong đi chợ á, xong mẹ Phong mua quà cho Phong là nguyên một cái miếng phô mai to đùng luôn bạn ơi. Một mình Phong ăn sao hết miếng phô mai này trời. Mà Phong cực kỳ thích phô mai luôn nha, ăn nó ngọt ngọt, béo béo, ngon ơi là ngon luôn. Hay là bây giờ mình mang cái miếng phô mai này qua mình cho Sam ăn chung ta. Đúng rồi ha, một mình ăn làm sao hết được. Bây giờ mình qua mình cho Sam ăn chung đi. Ừ, hợp lý hợp lý. Bây giờ mình sẽ lấy miếng phô mai nè. Bây giờ mình sẽ qua bên nhà Sam, mình sẽ cho Sam ăn chung phô mai với mình nha bạn nha. Ok. Không biết giờ này Sam có nhà không ta. Để mình qua mình khoe cho Sam cái miếng phô mai này. Sam cũng rất là thích ăn phô mai luôn á bạn ơi. Ok ok. Ủa gì vậy? Ủa, sao Sammy lại đứng ngoài kia vậy ta? Để mình ra ngoài mình xem coi. Đúng rồi, sẵn khoe miếng phô mai luôn. Ok. Heo ơi, okay. Heo, nói chuyện đi heo ơi. Ủa? Hello. Ủa hello. Sam, bà làm cái gì mà tự nhiên bà đứng mà nói chuyện với con heo vậy? Mẹ biết sao không, sáng sớm tự nhiên con heo đứng từ sáng giờ nè, dễ thương quá à. Nó, trời ơi, nó không nhìn mặt tôi luôn. Ủa? Nhìn đây. Cái con heo mà nhìn cái mặt nó xấu quắc à, bà nhìn cái mặt nó ngu ơi là ngu luôn á, đẹp chỗ nào, dễ thương chỗ nào? Ôi. Đâu, nó màu hồng là nó màu của con gái là nó dễ thương rồi. Không trời biết hả? Trời ơi trời, con heo thì nó màu hồng rồi đúng rồi. Nhưng mà khi mà nó bị nướng lên, nó bị quay lên thì sẽ thành heo màu đỏ, hiểu không hả? Ôi, thôi, nhưng mà tôi nói bà nghe nè. Thôi kệ con heo ơi, tôi nói bà nghe nè. Hôm nay tôi được mẹ tôi mua tôi nguyên miếng phô mai ngon ơi là ngon à. Tụi bà ăn chung đi. Phô mai hả? Đúng rồi. Nhưng mà biết sao không, bạn heo này từ sáng giờ không có gì ăn, bây giờ tôi lấy miếng phô mai cho bạn heo ăn được không? Ơi sao được, trời trời, cái phô mai này là mẹ tôi mua cho tôi còn chưa kịp ăn miếng nào nữa, tôi tính qua đây tôi chia cho bà ăn chung với tôi, mà tự nhiên giờ bà đưa con heo ăn là sao? Con heo ở đâu ấy, kể đi. Trời đất ơi, biết sao không, nó như nó lạc chủ hay sao ấy, từ sáng giờ tôi thấy nó đứng đây hồi hà, nó cứ đứng nó không thèm đi luôn, chắc nó đói lắm luôn ấy. Ủa, cái con heo này hình như là con heo này là con heo nhà của bà Tám bán thịt heo ngoài kia hay sao á. Tôi nhớ là bà cũng có nuôi một bầy heo luôn á. Hay là con heo này con heo của bà ta? Chắc vậy á, nhưng mà nó không thèm đi nè, chắc nó đói bụng nè. Bây giờ tôi cho nó ăn được không Phong? Không được, không được. Con heo này nó đói kể đi, tính ra là nó mập như heo rồi. Tôi với bà ốm nè, cái này phô mai tôi mang cho bà mà sao cho nó ăn được, không được đâu. Nói gì sao vậy, bây giờ ông cho tôi nha, bây giờ tôi cho con heo được mà. Ông không cho tôi rồi. Ủa, tính ra tôi cho bà có một nửa thôi nha. Mà bây giờ chẳng lẽ bà đưa một nửa cho con heo ăn, còn nửa còn lại tôi ăn, ý bà nói tôi ăn chung với heo á hả? Trời ơi, tôi có nói vậy đâu, bây giờ mình bẻ ra cho con heo được không? Đó, mình phải thương người chứ, đúng không? Mình là con nít mà có biết lòng thương người. Mình thương người, nhưng cái này là con heo, không phải con người đâu. Ủa, con heo hả? Ai biết? Trời trời, không sao, bây giờ mình thương con heo đi. Bây mình chỉ có thương con người, thương con heo được không? Không được. Cái con heo này, mày đi ra chỗ khác chơi. Để mày đứng đây chi? Giờ tự nhiên giờ Sam lấy đồ ăn tao tặng cho Sam cho mày ăn là sao hả con heo? Con heo vô duyên, đi ra chỗ khác đi heo. Ơi xin thôi trời. Nó không thèm nhìn mặt tôi luôn, Sam nó cũng thường tôi. Nó nhìn lên trời luôn à. Này thôi, ông cầm cái phong ăn đi, tôi đứng đây tôi canh bé heo thôi. Heo mày nhà ông chơi mình đi. Ủa tự nhiên không Sam giận tôi vậy, tính là tôi có làm gì đâu. Thôi được rồi nè, bây giờ bà muốn cho con heo ăn thì đó, bà lấy cho heo ăn đi, mệt quá. Rồi, cảm ơn nha, ăn đi heo. Trời trời, nó nuốt cái tay tôi luôn Phong, trời đất ơi. Trời, tí nữa luôn. Tí nữa bà đưa tay vô, nó cắn đứt cái tay bà luôn á. Trời, con heo này ham ăn lắm. Mấy con heo ham ăn lắm. Thương ghê.
Ê, nhưng bây giờ tôi nói đây nè, bây giờ heo này nó mất chủ rồi, bây giờ nó đứng đây nó mất chủ rồi, bây giờ ông về ông nuôi đi. Đỡ tôi, con này tôi quá à. Ê, không được đâu, không được đâu. Tính ra ở nhà mẹ tôi còn không cho tôi nuôi chó, không cho tôi nuôi mèo nữa, ở đâu mà cho nuôi heo. Tính ra là mấy con heo nó còn ở dơ hơn con chó, con mèo nữa. Sao mẹ tôi cho tôi nuôi được? Không sao, mấy con heo này nhìn lại là mẹ bặn cho luôn á Phong, đừng có lo. Mấy con heo này nó ngoan lắm, nó ăn cà gốt thôi mà, nó có ăn gì đâu. Tôi nói bạn nghe, bây giờ mà mẹ tôi mà đồng ý nuôi heo này á thì chỉ có hai mục đích thôi. Một á là mẹ tôi nuôi heo này á là để làm thịt, mai này nó lớn lên mẹ tôi sẽ làm thịt nó. Bạn có muốn con heo bị làm thịt không? Không. Rồi, mục đích thứ hai mẹ tôi nuôi con heo là bởi vì mẹ tôi hay bảo tôi là ở dơ như heo vậy á, cho nên mẹ tôi nuôi con heo cho có hai con heo trong nhà luôn. À, ý mẹ đang nói bạn như con heo hả? Vô duyên, tôi nói giỡn thôi, cũng tin nữa. Thôi nhưng mà mẹ tôi không cho tôi nuôi đâu. Thôi bây giờ nè, tôi nói bà nghe nè. Bây giờ mình thương con heo thì mình thương, mình cũng cho nó ăn rồi. Bây giờ thôi, kể đi, bây giờ tôi bà đi chơi đi. Tính ra tôi tính rủ bà đi nhảy dây à. Vậy thôi em đi nhảy dây một mình đi, tôi đứng đây canh bằng heo. Tôi là bằng heo tôi bị bắt nạt làm sao? Đúng không heo? Nó gật đầu nữa thấy không? Heo nó ngoan dễ sợ chứ nè. Tự nhiên không, đứng đây canh con heo làm gì? Tính ra tôi muốn rủ bà đi chơi chúng tôi, bà không đi thì bà đứng đây bà canh con heo. Không, bây giờ tôi là tôi quý bằng heo này hơn ông rồi, ông ác quá à. Ủa, cái gì kỳ, tự nhiên không đi chơi, tôi không thèm đi chơi, tôi đi chơi với bạn heo là sao? Ơi con heo ơi, mày đi ra chỗ khác đi, mày đừng có gọi lại gần Sam của tao mà. Đi ra. Ủa, vậy giờ bà không đi chơi với tôi luôn hả? Không, ông đi nhảy dây một mình đi, tôi chơi bằng heo rồi, đúng không heo? Trời ơi, heo dị thương quá. Trời ơi, đồ ác độc. Rồi, bà chơi mình bà ơi, tôi không thèm chơi chung bà, tôi nghỉ chơi với bà luôn. Tôi đi chơi chung với cây rồi, với Mr. Dịch, tôi nghỉ chơi với bà, không thèm chơi với bà nữa. One eternity later. Wow, trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy trời mưa to như vậy luôn á. Trời, cái gì mà mưa to dữ rồi ta. Có khi nào tí nữa lũ lụt luôn không ta? Chắc không có đâu, mưa to vậy thôi, chắc không có lũ lụt đâu nha. Ủa mà khoan từ, không biết là Sammy có còn ở ngoài kia với con heo không trời? Đừng có nói là vẫn còn ở ngoài đó nha. Đâu đó mình ra mình xem coi. Trời, trời, hai người đó vẫn còn ngoài đó kìa mấy bạn ơi. Ê, Sam ơi, Sam. Hello. Trời ơi, trời, trời mưa rồi, bà không về nhà đi, bà ở ngoài đó làm gì vậy? Thì bé heo đang đứng đây nè, tôi phải canh bé heo chứ, lỡ bé heo bị ăn thịt thì sao? Trời ơi, nó chỉ là con heo thôi mà, bà kệ nó đi, bà quan tâm đến nó làm gì, trời mưa bà không về nhà tí nó bệnh bây giờ. Không về đâu, bây giờ bé heo còn ở đây thì tôi sẽ còn ở đây, hiểu chưa hả? Ai, bà này cứng đầu thiệt cái chứ. Hai người này thiệt luôn á trời, có con heo thôi mà cũng phải lo lắng cho nó làm gì nữa. Trước sau gì nó cũng bị làm thịt thôi, nó chỉ là con heo thôi mà. Bực bội ghê, thôi tôi kệ bà luôn, tôi không quan tâm đâu. Thôi vô nhà đóng cửa đi. Tôi vô nhà tôi ăn bánh nè. Bà gọi ở ngoài đó với con heo lạnh ráng chịu. Ôi mẹ ơi, cho con cái bánh kem đi mẹ ơi. Nhậm. Trời ơi, bánh kem ngon quá. Nhậm. Trời ơi. Ủa, bây giờ mày đưa con heo đâu? Mày đưa không? Cái tiếng của mày ta, hình như là tiếng của Sammy thì phải. Ủa chuyện gì vậy? Ủa, cứu tôi rồi. Bây giờ mày nói như sao? Bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng thôi. Một là đưa con heo, hai là tao sẽ bắt con heo đi luôn á, chọn đi. Không, không có đưa con heo này là của con. Ủa, có chuyện gì vậy? Con heo này là của người. Ôi dạ, thằng ngốc nào đây? Ủa, cái ông kia, ông là ai? Tự nhiên ông đến đây, ông bắt nạt Sammy của tôi à hả? Ai cho ông gọi là dám bắt nạt Sammy của tôi? Sammy của mày hả? À, thằng này lại chơi cái trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tao chỉ muốn gọi là đưa con heo đây thôi, tại vì tao thấy nó ngon ngon mẩm mỉm muốn về làm thịt thôi. Vậy mà tụi mày cũng không cho nữa. Bây giờ đưa đi, có bao nhiêu tao trả tiền, nhanh lên. Ơi, Sam ơi, tính là cái ông này ổng đâu có tính gọi là bắt nạt Sam đâu, ổng chỉ tính là bắt con heo thôi mà. Thôi đưa cho ổng con heo đi. Không, heo là của tôi. Ổng bắt nạt heo là bắt nạt tôi rồi, hiểu chưa? Ủa cái gì kỳ à, tính là con heo này mình lụm ngoài đường mà. Thôi kệ, mình đưa cho ổng đem về làm thịt đi. Ông thôi ổng đánh mình á. Đúng rồi, bây giờ đưa con heo lên. Này,
giờ anh nói cho chú nghe nè, hai chú nghe nè, thấy dây xích vàng trên người anh không? Anh á là thuộc hệ của gọi là chủ đại ca ở đây á, đưa con heo đây, không á là anh đánh hai đứa luôn. Tin không? Cho chú cà gốt nè, chú lấy cà gốt rồi về đi, con đánh điện heo nè cơ, heo là của con. Chọc quê hả? Dám chọc quê rồi hả? Hả? Quýnh mày hả? Ai, cái ông kia, mày nha, ông không được gọi là quýnh xàm của tôi nha. Ông mà quýnh xàm tôi à, ông biết tay tôi nghe chưa? Gì? Biết tay vậy? Mày ngon làm gì thử coi? Tăng đầu nè, này. À, cái ông mày ráo thiệt. Tôi nói ông biết nè, bây giờ á, Sammy muốn bảo vệ con heo này thì coi như con heo này cũng là bạn của tôi luôn. Coi như đây là hai người bạn của tôi. Ông không được đụng với hai người bạn của tôi. Nếu ông đụng với hai người bạn của tôi thì tôi hãy cho ông biết sức mạnh của phong cận siêu nhân. Sức mạnh siêu nhân? Mắc cười quá. Rồi ngươi ngon ngươi làm được gì ta? À, làm được gì hả? Ấy xem đây. Ây da, trời ơi, đau quá à, Sam ơi. Yếu mà mày đặt gai gió hả? À, để nói cho chú mày nghe một câu nè. Yếu á, thì đừng có mày đặt đi cứu người khác, ok? Bây giờ tao cũng không thèm con heo nữa đâu. Tao đi kiếm con trâu tao ăn. Tạm biệt. Giận dỗi. Bớ người ta, người lớn mà ăn hiếp con nít, quýnh con nít kìa trời. Ông có sao không? Đâu có sao đâu, tôi khỏe lắm, tôi giả vờ vậy thôi, cái tôi khỏe lắm, ghê không. Ê, hai trời ơi, đau quá bạn ơi, ông đó ông lấy cái cày, ông quýnh vô đít mình, đau chết luôn trời. Trời ơi. Hả? Có sao không, có sao không? Không sao, tôi nói mà tôi không sao đó. Đây, tôi cho cái bánh của ông ăn nè, đó cái bánh này tôi định cho bé heo ăn, nhưng mà thôi ông ăn đi, cho để lấy sức lại nha. Tính ra bà lấy đồ ăn cho heo, bà cho tôi ăn luôn hả? Ủa bình thường mà cái này heo chưa ăn mà, ăn được mà. Thôi nhưng mà không sao, nói chung mà bây giờ tôi bảo vệ được Sammy với lại là bé heo rồi, được rồi. Ủa Sam, bộ bà thích con heo này lắm hả? Thích lắm, con heo này nó tồi lắm luôn á, đứng đây hoài luôn á. Cái con heo rắc rối này thiệt luôn á, từ hôm qua giờ tôi gặp biết bao nhiêu chuyện với con heo này rồi. Mà tôi không hiểu. Ủa, nó di chuyển nè. Ủa, sao nó di chuyển luôn hả? Hay vậy? Ủa, sao tự nhiên ngày hôm qua đến giờ tôi thấy con heo mà đứng yên một chỗ, nó có thèm đi đâu đâu, mà sao tự nhiên hôm nay nó biết đi vậy nè, cái gì ghê quá vậy? Ủa, nó đi theo ông kìa. Ai dữ vậy? Heo ơi, mày đừng có đi theo tao nữa, tao không có biết mày là ai, đừng đi theo tao nữa. Ủa, sao con heo đi theo mình hoài vậy các bạn? Ủa. Tôi biết rồi nè, biết làm sao không? Sao vậy? Ông cứu con heo, xong con heo thích ông rồi. Đó. Ủa cái gì? Luôn. Cái gì tự nhiên tôi cứu con heo, xong con heo thích tôi là sao? Cái gì ghê, tôi không thích heo đâu. Là nó xem ông như là ân nhân cứu mạng đó, hiểu không? Ủa, ân nhân cứu mạng? Vậy là từ nay là nó sẽ đi theo tôi, nó trả ơn cho tôi hả? Đúng rồi. Khi cứu một ai đó thì người ta sẽ trả ơn rồi, trả ơn ông á, hiểu không? Đó, giờ con heo đang trả ơn ông á. Ủa? Thương quá à. Tôi thấy trả ơn vậy, tôi thấy toàn đi theo tôi không à. Nhưng mà thôi, nói chung mà nhìn con heo mày cũng dễ thương. Với lại là tôi đi đâu con heo cũng đi theo tôi, thì bây giờ chịu thôi, giờ biết sao. Nói chung á là con heo mà nhìn thì nó cũng dễ thương, cho nên thôi được rồi. Bởi vì là Sam cũng thích con heo này, cho nên tôi quyết định là tôi sẽ xin mẹ tôi cho tôi nuôi con heo này. Nhưng mà nhưng mà là Sam cũng phải nuôi chung với tôi nha. Tôi biết rồi ha, tụi mình nuôi chung mà. Ủa mà ông là đặt tên nó tên gì vậy, không lại cái bằng heo? Thôi thì bây giờ nó là con heo thì mình cứ gọi nó là heo thôi. Nhưng mà nhìn nó mập quá à, hay giờ mình gọi nó là bé heo mập ú đi. Ủa vậy tương dữ vậy, bé heo mập ú. Đúng rồi. Thích không? Thích không heo? Trời ơi, nó quay mặt trong khác rồi. Nó nhìn cái bánh kem kìa, trời ơi, đúng là heo mập ú bạn ơi. Nó thích ăn cái bánh kem rồi, nhìn thấy cái bánh kem, cái nữ quay quá nhìn bánh kem mấy bạn ơi. Thôi rồi, là đây. Ăn đây. Cho mày cái bánh kem luôn á heo. Vậy là coi như từ nay là heo sẽ được về ở chung với gọi là Phong với lại Sam nha heo. Nha heo. Thôi heo. Vậy là từ nay chúng ta có thêm một người bạn nữa rồi. Yeah, bé heo mập ú. Và kể từ đó Phong Cận cùng với Sammy và bé heo mập ú sống bên nhau đến cuối đời hạnh phúc. À mà không biết có hạnh phúc hay không, nhưng mà tôi thấy là con heo này ăn dụng hơi nhiều Sam ơi. Ở không? Bà nhớ chưa? Cái đó là câu chuyện về con heo đó, bà nhớ chưa? Trời ơi, ông kể nồi mà tôi no bụng luôn á Phong. Trời ơi, dài thằng lon vậy. Trời ơi, nhớ rồi. Rồi, biết rồi.
chính bà là người bảo vệ con heo này, sau đó đầu á ha, rồi bà kêu tôi nhận nuôi con heo này, giờ bà còn nói gì nữa? Lần sau ông ngồi bé đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy con heo lúc lớn lên rồi, trời ơi quá trời heo rồi, nhìn quen rồi chứ sao đó. Không, bà phải nói rằng là lúc mà còn nhỏ nhìn nó còn dễ thương hiểu không, còn giờ lớn rồi bà nhìn cái mặt đi, nhìn cái mặt nó ngu như con heo vậy. Ờ đúng rồi, thì nó là heo mà, nhưng mà nó ngu hơn một con, phải nói đúng là nhìn cái mặt nó ngu hơn con heo nữa đó. Cho nên là bây giờ á, bà quên là đúng rồi, nhưng mà thôi, nói chung á là bây giờ á là bà đã nhớ được lý do sao tôi nuôi con heo này chưa? Nhớ rồi rồi. Ủa mà tính ra là ngày xưa bà kêu tôi là tôi bà sẽ cùng nuôi chúng nhau, mà sao tự nhiên tôi thấy có mình tôi nuôi nó, đến nỗi bây giờ nó mập ú ù, tôi thấy bà chưa cho nó ăn cái gì luôn á. Thì ông nghĩ sao, ông cứ đi đâu là con heo đi theo đó, làm sao tôi chăm được, nó thích ông đến nỗi địch đến tận bây giờ luôn nè, sao tôi chăm được đúng không? Ơi heo ơi, hay là mai mốt mày đi theo Sammy đi nha. Không rồi, nó không chịu luôn rồi. Nó đứng im như bức tượng luôn rồi các bạn ơi, mệt nó ghê trời. Đó mấy bạn ơi, và đó chính là câu chuyện lý do vì sao mà bên cạnh Phong luôn có một bé heo đi theo Phong, đó chính là câu chuyện Phong Cận và bé heo ấy. Ok, và mấy bạn thấy câu chuyện thế nào, mấy thấy câu chuyện có thú vị hay không, nhớ bình luận cho mình biết nha. Hả? Ê Dũng như chuyện cổ tích đó Phong, cái chuyện bạn nghe giống chuyện cổ tích ghê luôn á trời, nhưng mà đó là sự thật nha các bạn nha, đó là sự thật á. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này, đừng quên là hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy bên kênh YouTube của Sammy cùng với thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ phải gọi là hỏi tội con heo này vì tội ăn dụng mới được. Mày, tao sẽ bắt mày ra chợ bán cho bà Tám bán thịt heo để tao lấy tiền tao mua lại bàn đồ ăn. Đi, nhanh lên.